Alo Trà Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái bí quyết để làm món thịt kho trứng nè, hay là thịt kho tàu cho ngày Tết. Đơn giản nè, thịt thì nhanh rượu mềm và có được cái màu vàng đẹp óng ánh luôn. Rất là dễ thì mời các bạn xem video nhé. Và cùng vào bếp để thực hiện món ngon này với mình. Ở đây thì mình có chuẩn bị một miếng thịt. Thì đây là thịt ba rọi, thì mình mua cái loại ba rọi rút sườn á, 1kg nha. Nếu các bạn ăn nhiều hơn thì mình tăng lên. Tiếp theo mình có chuẩn bị chanh nè, hành tím, hành lá, tỏi và ớt khô. Thì tất cả mình đã băm cho nó nhuyễn ra đó. Đây, phần hành tỏi nè, mình băm ra. Thịt này thì các bạn mua về xong cái mình cạo da cho nó sạch nha, rồi rửa với muối. Mình thái ra. Thì cái miếng này mình sẽ thái ra làm ba theo cái chiều dọc á, rồi các bạn sẽ cắt nó lại. Đây, ba rọi của mình rất là ngon nè, nó đều đặn. Thì mình sẽ cắt ra cái miếng nó hơi lớn lớn một chút nha, kho nó rượu nó mới ngon. Rồi cắt xong thì các bạn cho hết vô trong thau nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ nêm vào đây 3 muỗng canh đường. Các bạn sẽ ớp trước. 1 muỗng cà phê bột ngọt, không ăn thì khỏi cho. 1 muỗng canh muối. Và đây là 1 muỗng canh hạt nêm. Đây là cái phần nước đường nè. Nước đường này thì là nước đường làm bánh nướng á các bạn. Mình có thì mình cho vô thêm 1 muỗng canh, cho cái màu nó đỏ đẹp và nó thơm nữa. Còn nếu như không có thì khỏi cho nha, mình đừng có cho nước màu nha, sẽ bị đen thịt. Rồi, toàn bộ cái phần hành tím, tỏi cũng như là gốc hành hồi nãy mình băm ra nè, mình sẽ cho vô hết luôn, và ớt khô luôn. Nếu như không có ớt khô thì các bạn băm một trái ớt cho nhuyễn là mình cho vô. Nhưng mà ớt khô á, khi kho lên á, các bạn nó ra mùi nó sẽ thơm hơn á. Trộn đều cho thịt của mình ngấm gia vị. Rồi bây giờ các bạn sẽ để ở đây nha. Và mình sẽ ướp thịt này á, trong vòng từ 1 tiếng đồng hồ cho đến 3 tiếng, có thể phơi nắng hoặc là để vào ngăn mát tủ lạnh. Trong thời gian đó thì mình có đi luộc trứng. Thì trứng lị vịt á, mà khi luộc á, nước sôi lên các bạn nhớ khuấy đều. Làm vậy á, thì cái lòng đỏ nó sẽ nằm ở giữa, cái trứng luộc ra nó sẽ đẹp hơn. Và mình sẽ luộc trong vòng 8 cho đến 10 phút cho trứng vịt của mình nó chín hẳn. Phần thịt này thì mình ướp được 2 tiếng đồng hồ, mình có đem phơi nắng á. Và trứng thì luộc xong rồi lột vỏ. Tiếp theo là mình dùng nửa lít nước dừa tươi. Nước dừa sẽ giúp cho thịt thơm và có màu đẹp. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần thịt này ra nha. Các bạn ướp đến khi nào mà mình thấy á, gia vị á, nó ra cái nước vậy nè, thì thịt của mình nó mới trong và ngon. Khi kho lên á, cái cục mỡ nó cũng trong hơn nữa đó. Và mình không có ướp nước mắm nha. Rồi bây giờ sẽ cho thịt vô. Mình sẽ chiên áp. Cái phần thịt thôi, không cần cho dầu. Các bạn làm vậy á, khi gia vị á, nó thấm vô thì thịt nó sẽ săn và thơm hơn. Cái lớp bên ngoài á, nó cũng lên màu đẹp hơn nữa đó. Cái phần gia vị còn ở trong cái thau mình sẽ cho vào một miếng chanh. Chanh sẽ giúp cho nước nó trong. Và nước dừa tươi mình cũng cho vô để tráng cái thau luôn. Khi mà phần thịt á, các bạn chiên sơ thì mình thấy nó săn lên vậy nè. Làm vậy thịt của mình nó không có bị hôi nha. Trong thời gian mình ốp á, mình phải chiên sơ vậy nè. Thịt nó rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần nước dừa vô. Nước dừa các bạn chán cái thau để gia vị mình lấy hết luôn, mình không có bỏ gia vị. Rồi mình sẽ để ở đây mình kho nha, kho cho nó sôi bùng lên. Cái nồi thịt mà nó sôi bùng lên á, bây giờ các bạn sẽ cho vào đây thêm nửa lít nước sôi nữa nha. Nước sôi sẽ giúp cho thịt của mình nó chín, nó rượu, nó không có bị sượng á. Rồi bây giờ sẽ hớt bọt sạch nè. Hớt bọt thì các bạn hớt ở trên nha, đừng hớt nhiều quá, nó sẽ ra hết cái hành tỏi mình băm á. Hớt sạch bọt thì mình sẽ cho trứng vô. Rồi sẽ để lửa vừa và mình kho nha.
kho tiếp cho nó sôi lên. Trong lúc kho mà có bọt á, thì các bạn nhớ hớt bọt để cho nước nó trong hơn. Và đây chính là bí quyết nè, lá mít nha các bạn. Lá mít này á, thì mình rửa cho nó sạch sẽ giúp cho thịt của mình nó rịu và nó có màu đẹp tự nhiên luôn. Đây là cái cách mà ngày xưa luôn á. Mình sẽ cho lá mít vô đây, các bạn sẽ đậy lên cái mặt á, để cho lá nó rịu từ từ. Đậy làm sao phủ kín thôi, đừng có cho nhiều quá ha. Mình sẽ kho với lửa nhỏ. Kho được một lúc á, các bạn thấy cái lá mít của mình bắt đầu nó rịu lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống dưới để cho nó ra cái chất của lá làm cho thịt nhanh rịu và có màu đẹp tự nhiên. Kho một hồi nè, nãy giờ mình kho được khoảng 15 phút, các bạn thấy cái màu nó lên rồi đó. Khi mà thịt các bạn kho khoảng 15-20 phút thì mình vớt cái phần lá mít mình bỏ đi nha. Mình sẽ để lửa nhỏ, mình riu riu trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Đây là phần thịt mà mình đã kho tổng cộng được 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ lúc mà mình bắt lên cho nước vô á. Bây giờ các bạn thấy thịt của mình nó rịu ngon thì mình cho nước mắm vô. Nước mắm thì mình sẽ cho vô sau cùng nha, để miếng thịt nó rịu, nó không có bị cứng á. Như vậy là được rồi đó, nêm nếm lại. Xong một nồi thịt hoàn thành chỉ với 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thay vì nếu mình kho theo kiểu truyền thống á, các bạn kho đến 3-4 tiếng luôn, thịt nó mới lên được màu đỏ và trứng nó mới đẹp như vậy nè. Còn theo kiểu này thì mình kho rất là nhanh. Nước dừa sẽ giúp cho thịt lên màu nè. Lá mít cũng sẽ giúp cho thịt có màu đẹp nữa. Mình sẽ múc ra nha. Và trong thời gian mình ớp á, sẽ giúp cho mỡ nó trong. Kho lửa nhỏ sẽ giúp cho thịt nó rịu và nó ngấm nước dừa sẽ ngon hơn. Đây là toàn bộ các bí quyết để có được một nồi thịt kho ngon. Thịt rịu ngon nè, mềm. Những cái thớ thịt đó, các bạn thấy không, nó rịu luôn nè. Phần mỡ thì nó trong veo. Trứng nó cũng đẹp nữa. Bên ngoài mà nó lên màu đẹp thì bên trong nó ngấm gia vị ngon lắm. Đây, rất là hấp dẫn ha. Trứng này các bạn ăn á, bên trong cái lòng đỏ nó rất là ngon á, nó thấm gia vị á. Và đến đây thì mình chúc các bạn có một ngày thịt kho ngon để đón Tết. Chúc bạn và gia đình đón một cái Tết thật là vui vẻ, đủ đầy, hạnh phúc nha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày ủng hộ kênh của mình. Chia sẻ những video giúp mình nữa nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.